Ok, chào tất cả các bạn đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất bên em gửi đến tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ review cho các bạn một cái dòng đẩy đến từ thương hiệu của Mỹ, và nó cực kỳ là mới, rất mới luôn cho anh em. Đấy, rất mới. Và cái độ bền của nó, cái dòng này thì bền, rất chi là bền. Đến từ thương hiệu MU7 Power Rock 4. Rốc 4 nhá. Rốc ấy thì nó có mấy bản, rốc 1, rốc 2, rốc 3, rốc 4. Đây là bản rốc 4 và đời là đời mới nhất và là công suất lớn nhất của đời dòng rốc 4. Con đẩy này có trang bị quả nguồn 21 cm, và các anh nhìn xem này. Các cái dây đồng của nó cuốn thì cực kỳ lớn, và nó trang bị mạch của nó cũng mạch LH này, dây đồng rất lớn luôn, và mạch của nó là mạch LH. Các bác biết mạch LH ý, thì cần nguồn nó rất to, nguồn nó to, dây đồng lớn để cung cấp cho các bác dòng lớn và điện áp cao, chịu tải cực kỳ tốt đối với dòng nguồn biến áp đấy, rất to. Và máy này có công suất nó là 1200W một kênh ở chế độ 8 ohm. Và các bác nhìn xem này, máy nó mới không ạ, nó có đẹp không ạ. Đấy, toàn bộ sử dụng sò LGV ghép. Đấy, LGV ghép quá đẹp luôn, tụ tiếc này, bao đẹp bao phẳng cho anh em. Đấy, hàng mới, hàng bãi mà, các bác nhìn xem này, cái linh kiện của nó còn trắng tinh, còn quá là trắng tinh luôn. Các cái chân linh kiện này quá đẹp luôn, thấy chưa. Thế nên anh em khỏi phải lăn tăn là con này có đời có sâu không, có bền không, hoặc là có đẹp không, thì các bác nhìn qua video các bác đã biết nó cực kỳ là đẹp rồi. Đấy, rất đẹp rồi. Toàn bộ dây dẫn được bó gọn rất chi là sạch sẽ, lại đẽ. Vỏ nước ngoài đây. Đây là hàng bãi chưa được sơn xi luôn nhé. Chưa được sơn lại cái lớp vỏ, nhưng mà các bác nhìn xem này, nó còn quá ok luôn. Đấy, khi hàng mà gửi đến tay các bác thì bọn em sẽ sơn lại cho các bác cái lớp vỏ. Còn ruột gan thì bao đẹp cho anh em như thế này, như cam kết như này. Công suất 1200W một kênh ở chế độ 8 ohm và nó là 1800W một kênh ở chế độ 4 ohm. Các bác đánh thoải mái, đấy à, dã thoải mái giúp em. Đấy. Những anh em nào đã chơi dòng dốc 4 thì mới biết được cái chất âm và cái công suất thực của nó. Chất âm của nó vô cùng hay, đáp ứng được dành cho những bác nào cực kỳ khó tính. Những bác nào đã khó tính lắm rồi mà khi nghe cái dòng dốc 4 này, các bác đều phải mua thêm một con nữa. Đấy. Có nhiều bác đã mua 2 con, 3 con, rồi đến 4 con mua về. Không phải là mua buôn đâu nhé, mua dành giá lẻ luôn ấy, chứ không phải là mua giá buôn. Đấy, ok chưa. Toàn bộ ốc này được bắt vít này, rất chỉnh chu, đẹp gọn gàng. Đấy, ốc an này quá đẹp luôn. Con này thì em đang xả với mức giá là 4.500.000 một con, giá đó bao ship và tặng dây rắc cho anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu đến cái dòng dốc 4 công suất lớn này thì nhắn tin qua số điện thoại 0398 192 198 giúp em nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.